Bởi vì chiến tranh khởi phát xa có chút vội vàng, trước mắt công việc trùng kiến Minh Đức Đường vẫn còn tiếp tục. Đế quốc Nhật Nguyệt khởi xướng lần chiến tranh này trên thực tế phụ tải của bản thân cũng cực kỳ lớn. Mặc dù có chiến thuật hợp lý của Quất Tử vừa lên đến liền chiếm cứ thượng phong, thế nhưng theo thời gian trôi qua, đường tiêm tế kéo dài sau khi chiếm lĩnh mảng lớn thổ địa Đế quốc Thiên Hồn lại cần chia binh đóng giữ, còn phải tùy thời đối kháng với giải rác công kích ở trong lãnh thổ, cũng như là những ẩn thế tông môn ẩn tàng trong tối. Bây giờ mỗi ngày tiêu hao đều cực lớn, bởi vậy Đế quốc Nhật Nguyệt tận khả năng động viên hết thể lực lượng có thể động viên được tham dự vào trong chiến tranh. Kính Hồng Trần lại hồn đạo sư cấp 9 trung tâm với từ thiên nhiên, đương nhiên phải bị hủy lại là trách nhiệm. Có điều, Thánh Linh Giáo bây giờ cũng càng ngày càng phách lối ở trong Đế quốc Nhật Nguyệt. Giáo chủ Thánh Linh Giáo yêu cầu, bất kỳ đại thành thị nào được Đế quốc Nhật Nguyệt chiếm lĩnh đều phải thiết lập một phó thành chủ do hồn sư Thánh Linh Giáo đảm nhiệm. Đối với điều này, cao tầng Đế quốc Nhật Nguyệt mới đầu biểu thị nghiêm khắc phản đối. Thế nhưng mà thực lực của Thánh Linh Giáo quá cường đại, nhất là hai đại tồn tại cực hạn Đú La, đối với lần chiến tranh xâm lược này có tác dụng cực kỳ lớn, bởi vậy từ thiên nhiên cũng không có cách, cuối cùng không thể nào không thỏa hiệp. Hắn cũng biết bây giờ Thánh Linh Giáo cường đại trở thành có một chút đuôi to khó vẫy, thế nhưng vì tiếp tục khuếch trường lãnh thổ hắn cũng không có cách nào. Từ thiên nhiên chiến thuật sâu bên trong nội tâm kỳ thật rất đơn giản, lợi dụng Thánh Linh Giáo không ngừng khuếch trường lãnh thổ Đế quốc Nhật Nguyệt mà theo chiến tranh chuyển rời, Thánh Linh Giáo lúc này chúng thực lực lượng tất nhiên là sẽ không ngừng tiêu hao. Thánh Linh Giáo chỉ là tổ chức Tà Hồn Sư, bản thân Tà Hồn Sư quả thật là cường đại, thế nhưng tương tự Tà Hồn Sư cường hạn kia cũng có vấn đề của bản thân, chỉ là bổ sung không dễ. Thánh Linh Giáo có thể có quy mô ngày hôm nay là mấy ngàn năm âm thầm ở đây tích lũy, không phải một ngày hai ngày hình thành. Một khi thương vong của bọn hắn số lượng quá lớn, thực lực tổng hợp của Thánh Linh Giáo liền sẽ liên tục suy yếu, mà theo địa bàn chiếm lĩnh càng lúc càng lớn, quốc lực của Đế quốc Nhật Nguyệt sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, càng nhiều hồn sư hồn đạo sư vì hoàng thất sử dụng. Tới lúc đó cứ kéo dài tình huống như thế, từ thiên nhiên tự nhiên liền không sợ Thánh Linh Giáo lật trời. Hơn nữa hai đại cực hạn Đấu La thực lực quả thật cường đại, nhưng mà đừng quên tuổi của bọn hắn đều đã vượt qua 200, đã 10 phần đến gần nhân loại cực hạn, nó không chừng lúc nào đó hai vị liền sẽ thọ hết mà chết gà. Mà từ thiên nhiên chân chính kiêng kỵ trên thực tế cũng chính là hai vị cực hạn Đấu La mà thôi. Bây giờ tình huống thành thiên đấu chính là kết quả từ thiên nhiên hướng về Thánh Linh Giáo thỏa hiệp, có Kính Hồng Trần tọa chấn, đồng thời còn có một vị Thánh Linh Giáo phong hào Đấu La trưởng lão ở đây. Vị trưởng lão này phong hào là Thủy Yểm, là hồn sư am hiểu huyễn thuật hiếm thấy. Vuôn của lão chính là Yểm Ma, một loài hồn thú có sức chiến đấu thực tế rất yếu, thế nhưng năng lực huyễn thuật đặc biệt cường đại, bởi vậy vuôn của lão 10 phần hy hữu. Ngày ấy vua hào thời điểm đối mặt với lão, vì Thụy Yểm Đấu La này căn bản không có phát huy ra thực lực của bản thân, vô luận là hồn sư hay là người bình thường, một khi bị huyết thuật công kích của lão tiến vào ác mộng, chẳng những lão có thể khống chế sinh tử, thậm chí có thể lợi dụng ác mộng thúc đẩy người đó chiến đấu, mà kết quả cuối cùng người lâm vào ảo mộng hẳn là phải chết không nghi ngờ. Oán niệm hoàng sợ sau khi chết là phương thức tốt nhất tăng cao tu vi của Thụy Yểm Đấu La. Lúc trước vì Thụy Yểm Đấu La này đã từng vì tu luyện lợi dụng ác mộng đổ sát một thôn làng, từ đó gây nên công phẫn, bị đông đảo cường giả hồn sư truy sát. Nhưng bởi vì huyễn thuật của lão quá mức cường hãn, cuối cùng chẳng những phá vây mà ra, còn giết chết không ít hồn sư truy sát. Nhưng từ đó về sau lão liền mai danh ẩn tích, không thấy thăm hơi, trên thực tế chỉ là bị Thánh Linh Giáo thu lấy. Vì Thụy Yểm Đấu La này đối với đỉnh cấp cường giả hồn sư kỳ thật cũng không uy hiếp gì. Huyễn cảnh đối với siêu cấp Đấu La mà nói rất khó có được tác dụng. Thế nhưng mà nếu như lão nhắm vào là bình dân hoặc là quân đội, vậy thì lực sát thương cực kỳ khủng bố, thậm chí càng vượt qua định trang hồn bạo đàn phá cấp 9. Bởi vậy lão trong Thánh Linh Giáo địa vị cũng tương đối không thấp, là một trong số lượng thánh linh cung phụng không nhiều, địa vị còn trên cả trưởng lão. Lúc trước thời điểm đại quân Đế quốc Nhật Nguyệt công kích thành thiên đấu, Thụy Yểm Đấu La chỉ bằng vào huyễn thuật cường đại của bản thân mê hoặc đại lượng binh sĩ ở trên đầu thành, là bọn hắn tự giết lẫn nhau, chế tạo ra tùy theo cơ hội cho Đế quốc Nhật Nguyệt. Sau khi phá thành, lão cũng liền lưu lại. Bây giờ Thụy Yểm Đấu La giết chóc ngược lại không nặng bằng lúc tu luyện trước kia. Tới tầng thứ của lão, oán niệm của người bình thường, thậm chí là hồn sư cấp thấp chết bởi ác mộng đã không đủ để cung cấp trợ giúp tăng tu vi cho lão. Cần hồn sư tu vi cường đại đến trình độ nhất định mới có hiệu quả tăng lên. Chuẩn xác mà nói, hồn sư tinh thần lực lượng càng mạnh, sau khi chết trong huyễn thuật ác mộng sinh ra oán niệm cũng liền càng cường đại. Loại oán niệm này đối với lão mới là chỗ tốt mang tính thực chất. Kính đường chủ, ngươi ngược lại nói cũng như không. Thụy Yểm Đấu La bình tĩnh đứng ở bên cạnh Kính Hồng Trần truy hỏi. Kính Hồng Trần cho mày rồi nói, ta chỉ có thể đánh giá ra quyết không phải là hồn đạo khí tạo thành, hay là năng lực của hồn sư có thể hạ xuống bao tuyên phạm vi lớn như thế, chỉ là cũng là một siêu cấp Đấu La. Ta bay lên nhìn xem ở đây sao cho hai vị. Chờ một chút, Thụy Yểm Đấu La vội vàng gọi lại Kính Hồng Trần. Kính đường chủ, nếu như phát hiện ra vì phong ảo Đấu La am hiểu kia năng lực tinh thần đi, thỉnh tất cho ta hết. Chúng ta đem hết toàn bộ lực lượng đem hắn lưu lại, chỉ cần bắt được hắn về sau có cần chỗ nào. Kính đường chủ cứ việc nói. Kính Hồng Trần nhìn lão một cái nhẹ nhàng gật đầu rồi nói,
Được, nói xong thì mới phi thần lên, hướng về trên không bay đi. Cuồng phong trong bao tuyết đối với vị hồn đạo sư cấp 9 như lão mà nói, còn chưa đủ hoàn toàn ngăn cản, chỉ có thể hạ thấp tốc độ mà thôi. Ngay sau đó khi Vũ Hạo bỏ chạy, Thủy Hiểm Đố Lão đại nộ, thế nhưng thế nào cũng tìm không thấy tung tích của hắn. Có điều với lão mà nói, ngay đó về sau lão ngược lại rất là phấn khởi. Một hồn sư hệ tinh thần cường đại, nếu như cuối cùng chết trong ác mộng của lão, sinh ra oán niệm chờ giúp cực kỳ to lớn. Lão thấy Vũ Hạo hẳn là một vị phong hào Đố Lão hệ tinh thần, lão cũng biết rất rõ. Lấy năng lực ác mộng huyễn thuật của lão, trực tiếp giết chết một vị phong hào Đố Lão hệ tinh thần là không thể nào. Thế nhưng mà nếu như sau khi đánh trò trọng thương lại dùng ảo mộng huyễn thuật, khả năng thành công liền muốn lớn hơn rất nhiều. Mà sau khi giết chết hắn sinh ra oán niệm, thậm chí đủ để hồn lực trì trệ nhiều năm công tiến của lão là lần nữa tăng lên. Thủy Hiểm Đố Lão bây giờ là 91 cấp, tà hồn sư càng tu luyện càng về sau, tăng lên liền càng khó khăn. Thánh linh giáo tích xúc nhiều năm, phong hào Đố Lão cũng góp mặt được không ít. Thế nhưng mà siêu cấp Đố Lão lại là cực kỳ thưa thớt, chỉ có vài người mà thôi có thể thấy được độ khó thăng cấp. Cho nên lúc này Thủy Hiểm Đố Lão đối với việc bắt lấy Vũ Hạo có hứng thú cực kỳ lớn, mới không tiếc hướng về Kính Hồng Trần khẩn cầu. Chiến đấu ở trên không trung cũng không phải chỗ am hiểu của lão, sức chiến đấu trực tiếp so với thâm niêm hồn đạo sư cấp 9 Kính Hồng Trần tuyệt đối phải mạnh hơn lão không ít. Vũ Hạo không qua tinh thần tham giác một mực chú ý động tĩnh của tam đại cường giả Kính Hồng Trần. Kính Hồng Trần bay lên trên không, hắn không sốt ruột chút nào, lấy lực lượng của băng hồn vương Tiểu Bạch, không phải Kính Hồng Trần có thể tùy tiện dung chuyển, bay đến 5000m ở trên không trung so đấu là thực lực tuyệt đối, phần lớn hồn đạo khí đều sẽ bị suy yếu lực lượng. Thời đương nhiên thì Kính Hồng Trần thủ đoạn mạo hiểm là bảo mệnh đông đảo, coi như đánh không lại Tiểu Bạch cũng không làm gì được lão. Hơn nữa Tiểu Bạch nhiệm vụ bước đầu tiên đã hoàn thành, bây giờ hẳn là ở trong quá trình rút lui, chưa chắc sẽ cùng với Kính Hồng Trần chạm mặt. Lúc này trong hoàng cung vẫn như cũ đang hỗn loạn, tạo thành hỗn loạn cũng không phải là do lực sát thương trực tiếp của Bão Tuyết. Ở đây dù sao chỉ là hoàng cung của Đế Quốc Thiên Hồn, kiến trung kiên cố xa không phải trước đó trước trường bống bên ở cực bắc bang nguyên Đế Quốc Nhật Nguyệt có thể có khả năng so sánh. Chỉ cần ở trong phòng ốc, Bão Tuyết sẽ rất khó tạo thành sát thương. Đương nhiên cũng bởi vì Bão Tuyết là từ 5000m ở trên không hướng về phía dưới bay xuống, nếu như băng hùng vương ở trên mặt đất thi triển, uy lực liền lại không giống. Chân chính gây nên hơn rối loạn ở trong hoàng cung sẽ là nhiệt độ càng ngày càng thấp, âm 30 độ về sau đối với hồn sư cũng có ảnh hưởng nhất định, hơn nữa ảnh hưởng tương đối không nhỏ, binh lính bình thường càng là nửa bước khó đi. Phần lớn hồn sư hồn đạo sư đều xuất hiện ở bên ngoài, giữa đại Bão Tuyết muốn hạ lệnh ra là quá khó, binh lính của bọn hắn chỉ có thể bị động hoặc phòng ngự chống cự giá lạnh. Giữa loại tình huống này, toàn bộ dao động hồn lực, dao động tinh thần lực lượng trong hoàng cung đều hỗn loạn, tinh thần thầm chắc của Vũ Hạo liền lại lần nữa mở ra, tránh đi hai vị cường giả cấp bậc phong hào Đố Lão ở trên nóc nhà, hướng về địa phương nhiều người lẻn vào. Hắn muốn trước lựa chọn một mục tiêu sau đó mới hạ thủ. Dao động hồn lực của tà hồn sư cùng với hồn sư bình thường hoàn toàn khác biệt, khí tức cũng khác biệt, muốn tìm được tà hồn sư cũng không khó khăn. Vũ Hạo chế định ra mục tiêu cho bản thân chính là một vị tà hồn sư cấp bậc hồn thánh. Loại cấp bậc này đã là tồn tại cao giai, có thể biết đến bí mật cũng không ít. Quả nhiên tinh thần lực lượng quán khuếch tán ra về sau, rất nhanh tìm được mục tiêu. Bên trong hỗn loạn có mấy tên tà hồn sư tụ tập tập trung cùng một không gian phòng cách bên này 400m. Bốn tên tà hồn sư rõ ràng lấy một hồn thánh cầm đầu, trên người tà ma sa là khí tức hồn lực làm hồi sắc, xoay tròn quanh thân thể, mà mấy tên tà hồn sư ở bên cạnh đều là tu vi tứ hoàn ngũ hoàn. Chính là hắn, Vũ Hạo hai mắt híp lại, lập tức triển khai hành động. Hắn chợt lách người, lặng lẽ hướng về bên đó đi qua, rất nhanh đến gần mấy tên tà hồn sư. Thời điểm đến sát sàn phòng, trong mắt chợt lóe sáng, một đòn linh hồn trùng kích lên hướng về một tên hồn sư tu vi tứ hoàn xuất thủ. Tiếng rên rỉ vang lên, tà hồn sư hồn tông kia chậm rãi ngã đặt ra, thất khiếu là chảy máu, mắt thấy không còn sống nữa. Người nào? Tên thủ lĩnh hồn thánh hét lớn một tiếng, chợt lách người liền vào xa, vừa hay nhìn thấy Vũ Hạo quay đầu bỏ chạy. Địch nhân, tà hồn sư luôn luôn là tự phụ, mặc dù chết một người thế nhưng Vũ Hạo cố ý phóng ra hồn hoàn, hiện ra trong mắt quán là hai vàng hai tím ba đen, thất hoàn hồn thánh. Tà hồn sư một mực đều tự tin về đồng cấp vô địch, vừa nhìn đối phương chỉ là hồn thánh, mặc dù không có thăm dò rõ ràng thực lực của Vũ Hạo, thế nhưng vị tà hồn sư cấp bậc hồn thánh này vẫn xa tốc hướng về Vũ Hạo truy đuổi. Nơi xa trên lóc nhà, hai vị phong hào Đố Lão cũng lập tức liền chú ý tới tình huống bên này, thế nhưng bọn hắn lại đều không nhúc nhích. Nguyên nhân rất là đơn giản, chính là Vũ Hạo thể hiện ra số lượng hồn hoàn. Đối với tuyệt đại đa số hồn sư mà nói, hồn hoàn là thể hiện thực lực tuyệt đối là trực tiếp nhất, một hồn thánh tiêu chuẩn mà thôi.
Hơn nữa còn có tàu sư hồn thánh phe mình đuổi theo, còn cần bọn hắn động thủ hay sao? Bọn hắn còn phải trưởng cống đại cục, tránh đỉnh cấm cường giả trong địch nhân xuất hiện. Tốc độ chạy trốn của Vu Hào rất nhanh, mà dưới ảnh hưởng của bão tuyết, tất cả hồn đạo khí tham trác đều bị ảnh hưởng cực lớn, tạm thời không cách nào tỏa định hắn. Không có tỏa định tự nhiên cũng không có hồn đạo khí công kích. Thủy yểm đấu la vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, ba tuyên cuồng bão bao trùm trên bầu trời, trên thực tế chỉ là chế tạo ra một cái không gian có thể đào tẩu cho Vu Hào lúc này. Bọn hắn đương nhiên càng đoán không được. Đại quy mô bão tuyết chỉ vì rất bắt là một tà hồn sư mà không phải là địch tập. Vì tà hồn sư truy ở sau lưng của Vu Hào tốc độ cũng rất là nhanh. Ba ngọn lửa đầu lâu màu xanh sẫm quấn quanh thân thể của hắn, hỏa diễm giống như là quỷ hỏa phun ra về phía sau, không ngừng gia tăng tốc độ của hắn truy đã càng ngày càng gần. Hoàng cung đế quốc thiên hồn diện tích mặc dù không nhỏ, nhưng đối với cường giả cấp bậc hồn thánh mà nói, toàn lực đào tẩu căn bản không có bao lâu công phu liền có thể lao ra. Nhìn qua Vu Hào lấy bão tuyết của băng hùng vương làm bàn đạp dụ dỗ hồn thánh có một chút chuyện bé xé ra to. Thế nhưng trên thực tế, nếu không làm như vậy, hắn liền càng lãng phí nhiều thời gian cùng với tinh thần lực lượng hơn để tìm cơ hội, mà bây giờ còn cấp tốc trực tiếp hơn nhiều. Trong hoàng cung lúc này loạn thành một đống, chỗ cường hạn nhất của bão tuyết ở trong quần chiến cũng chỉ là ở đây. Vu Hào vừa chạy vừa trong lòng âm thầm cảm khái, lúc này tuyết vũ cường băng phục của bản thân cũng có thể đạt tới phạm vi lớn như vậy đấy. Dù không có lực phá hoại, chỉ riêng năng lực gây ra hỗn loạn phối hợp với hồn kỹ mô phỏng của bản thân cũng có thể làm cho năng lực tiến hành của hắn tiến một bước tăng lên. Mắt thấy phía trước đã đến thành của hoàng cung, hồn thánh đằng sau đuổi theo bản thân cũng đến gần khoảng cách là 30 mét, tiến vào phạm vi công kích của đại bộ phận hồn kỹ. Sau lưng của Vu Hào hết thảy hai hàng, tổng cộng là 8 cái hồn đạo thổ thiên khí cỡ nhỏ đột nhiên đồng thời mở ra, thôi động thân thể của hắn lập tức gia tốc giống như đạn pháo, cơ hồ trong chốc lát liền đến thành cung. Tiên tà hồn sư truy ở phía sau kém một chút thổ huyết, hắn vừa cảm thấy sắp vào phạm vi công kích, muốn xuất ra một cái hồn kỹ trực tiếp công kích Vu Hào. Thế nhưng mà ai biết đường Vu Hào lại gia tốc, lập tức để công kích của hắn không thể nào bắt đầu. Lại cái loại cảm giác này quả thật là rất khó chịu. Gia hỏa này vận khí cũng quá tốt đi, tà hồn thánh ở trong lòng đại nổ, vội phang lại lần nữa gia tốc đuổi theo. Hắn lại làm sao biết mọi thứ căn bản đều trong tinh thần thao tác của Vu Hào trưởng khống. Trên thực tế lấy thực lực của Vu Hào, phương diện tốc độ muốn thoát khỏi hắn có biện pháp quá nhiều. Sở dĩ sử dụng hồn đạo thổ thiên khí mà không phải thứ khác, chính vì để cho có thể ẩn tàng năng lực của bản thân. Vu Hào tung người nhảy lên, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái ở trên tường thành, cả người liền nhảy ra bên ngoài. Hắn đương nhiên không có khả năng bay lên trên không trung, trên trời có đại lượng hồn đạo khí tham trác, mặc dù bị bão tuyết hủy đi một chút, thế nhưng cũng chỉ là một bộ phận mà thôi. Băng hùng vương ở bên kia, tinh thần tham trác của hắn đã một lần nữa tìm được. Vu Hào đẩy hắn trước ra khỏi thành ở ngoại thành chờ đợi bản thân, bởi vì Vu Hào đã cảm giác được kính hồng trần đang tìm tung tích của băng hùng vương trên trời. Nếu để băng hùng vương tiếp ứng hắn, ngược lại sẽ đưa đến phản tác dụng. Tà hồn sư ở phía sau truy sát rất là càng gần. Ba khỏa đầu lâu to lớn xung quanh thân thể của hắn lúc này là lục quang đại phóng, hiển nhiên đã dùng hết toàn lực phi tốc hướng về Vu Hào đuổi theo. Một vệt cửa lạnh nhàn nhạt hiện ra trong đáy mắt của Vu Hào, không sai biệt lắm ra khỏi hoàng cung, giám sát liền muốn ít hơn rất nhiều, mà phạm vi bao phủ của bão tuyết cũng vẹn vẹn là hoàng cung mà thôi, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất bắt được đối thủ. Thân hình di động thuận thành cùng cấp tốc độ tiến lên. Khi mà tà hồn thánh lại muốn xuất thủ, Vu Hào lại lần nữa dùng hồn đạo thổ thiên khí thoát khỏi, lại hướng về phía trước chính là một mảnh địa vực tương đối khoáng đạt. Dù sao thì đường đi tới gần hoàng cung đều 10 phần rộng lớn, lúc này là ban đêm, ngoài hoàng cung kia cũng không có người nào. Tà hồn sư lúc này càng thêm phẫn nộ, gia hỏa này cũng quá chân trượt, chẳng lẽ hắn cho rằng ở trong thành thiên đấu còn có thể chạy trốn được hay sao? Mặc dù tà hồn thánh sẽ không sử dụng hồn đạo khí, thế nhưng được với năng lực dò xét của hồn đạo khí ở trên không vẫn là rất rõ ràng. Hắn tin tưởng rất nhanh liền sẽ có hồn đạo sư đuổi tới, trợ giúp bản thân bắt lấy tiểu tử này, mà không đối với một nội tâm cao ngạo, thậm chí là vặn vẹo của hắn mà nói, mới không hy vọng người khác nhúng tay vào. Ngay lúc này, đột nhiên hắn phát hiện ra tên hồn thánh đang chạy trốn đột nhiên chậm lại, khoảng cách giữa bản thân cùng hắn lập tức là rút ngắn. Mệt mỏi rồi liên tục bộc phát ra hồn lực không nổi sao? Tà hồn thánh đại hỉ, tay phải hướng về vạ một chỉ, nương tựa theo một tiếng kêu thê lương vang lên, ba khỏa đầu lâu bao quanh thân thể của hắn cấp tốc bay ra một khỏa, thẳng đến Vu Hào kịch xạ mà đi.